Tin tức tổng hợp, điểm tin tháng 9 năm 2023. Sau đây là các tin tức đáng chú ý trong giáo phận. Vào lúc 16:45 ngày 1 tháng 9 năm 2023, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho đã chủ sự nghi thức làm phép dãy văn phòng mới tại trung tâm mục vụ giáo phận Mỹ Tho, tòa lạc 23 Lý Thường Kiệt, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Hiện diện có cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, quý cha hạt trưởng cùng 12 cha trong giáo phận. Tham dự nghi thức còn có quý tu sĩ, các hội viên hội Leo Maria trong giáo phận và bà con giáo dân các giáo xứ lân cận. Nghi thức kết thúc vào lúc 17 giờ. Lúc 13:30 ngày 1 tháng 9 năm 2023, hội Leo Maria hành hương về trung tâm hành hương Ba Dòng, chuẩn bị cho nghi thức thắp hương kính viếng bà kiều thánh Phêrô Nguyễn Văn Lụ, vị thánh bổn mạng của giáo phận Mỹ Tho. Được biết có hơn 815 hội viên của hội Leo Maria thuộc 44 giáo xứ trong toàn giáo phận tham gia hành hương. Lúc 16 giờ, các hội viên có mặt tại trung tâm mục vụ giáo phận chuẩn bị cho thánh lễ diễn ra lúc 17 giờ. Thánh lễ được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong giáo phận. Tham dự thánh lễ, ngoài các hội viên của hội Leo Maria, còn có quý tu sĩ, bà con giáo dân thuộc các giáo xứ trong giáo phận. Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ. Lúc 9:30 ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại nguyện đường Hội Dòng Bến Thánh Giá Mỹ Tho, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Dòng Bến Thánh Giá Mỹ Tho năm 1974 đến năm 2024. Thánh lễ đồng tế với Đức cha có sự hiện diện của cha Phaolô Trần Kỳ Minh, tổng đại diện giáo phận Mỹ Tho, cha Phêrô Phạm Bá Đương, đặc trách chủng sinh, tu sĩ giáo phận Mỹ Tho, quý cha hạt trưởng các hạt Tân An, Đức Hòa, Mỹ Tho, Cái Bè và quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ ngoài quý tu sĩ thuộc Hội Dòng Bến Thánh Giá Mỹ Tho, còn có các hội viên Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá và quý khách mời. Trước khi kết thúc thánh lễ lúc 11 giờ, Đức cha Phêrô ban phép lành tòa thánh trọng thể với ơn toàn xá cho cộng đoàn tham dự thánh lễ và những tín hữu đang hiệp thông với cử hành khai mạc năm thánh. Vào lúc 8:30 ngày 16 tháng 9 năm 2023, tại giáo xứ Lương Hòa Thượng, cha Phaolô Phạm Minh Thanh, trưởng ban giáo dân giáo phận Mỹ Tho đã trình bày tinh thần củng cố sự hiệp thông cho 107 thành viên hội đồng mục vụ các giáo xứ thuộc giáo hạt Đức Hòa. Tham dự và cùng đồng hành buổi họp hội này còn có cha Gabriel Nguyễn Tấn Di, hạt trưởng Đức Hòa cho sở giáo xứ Lương Hòa Thượng, quý cha sở các giáo hạt Nhật Tân, Lập Điền. Buổi họp kết thúc vào lúc 11:30. Vào lúc 9:30 ngày 16 tháng 9 năm 2023, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho chủ sự thánh lễ nhận sở mới của cha Đa Minh Nguyễn Văn Phương thuộc dòng Chúa Cứu Thế tại giáo xứ Xoài Mút. Đồng tế với ngài có cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh, cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam, cha hạt trưởng hạt Cái Bè cùng quý cha trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý khách và cộng đoàn giáo dân trong giáo xứ. Cha Alfonso Khúc Đăng Tôn, hạt trưởng hạt Cái Bè, công bố văn thư của Đức cha Phêrô bổ nhiệm cha Đa Minh Nguyễn Văn Phương dòng Chúa Cứu Thế làm cha sở giáo xứ Xoài Mút. Thánh lễ kết thúc vào lúc 10:50. Đức cha cùng quý cha chụp hình lưu niệm nhân ngày hồng phúc của giáo xứ. Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm 2023, cha Phaolô Đặng Tiến Dũng,
cha sở giáo xứ Bình Quân, giáo hạt Tân An đã cho 50 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu. Tiếp theo là một số tin đáng chú ý về Giáo hội Việt Nam. Lúc 9 giờ ngày 14 tháng 9 năm 2023, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 15 năm 2022 đến năm 2025, thánh hóa và khai mạc cuộc họp ban điều hành Ủy ban Giáo dân tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cha An Tôn Hà Văn Minh, Thư ký Ủy ban Giáo dân giới thiệu các thành viên tham dự buổi họp và báo cáo sinh hoạt Ủy ban Giáo dân từ đầu nhiệm kỳ 15 đến nay. Trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tối hôm 18 tháng 9 năm 2023, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng tất cả quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục chủ chăn của 27 giáo phận đã quy tụ trước Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện và cử hành phụng vụ giờ kinh tối. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chủ sự thánh lễ và cùng với toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Lúc 17 giờ hôm ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2023, Đức Tổng Giám mục Marek Galeski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, kim đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam đã thông báo, Đức Giáo hoàng Francisco đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện nay làm Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân cũng được Tòa Thánh đặt làm Giám quản Tổng tòa Giáo phận Đà Nẵng. Ngày 26 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Đại hội Caritas. Năm nay, Đại hội Caritas Việt Nam năm 2023 được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Kon Tum với chủ đề Đến với người nghèo. Đại hội có sự hiện diện của Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam, Linh mục Giuse Ngô Sĩ Đình, Giám đốc Caritas Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị, quý cha Giám đốc và Phó Giám đốc Caritas 27 giáo phận và quý cha đại biểu Caritas, tổng cộng khoảng 100 người. Cùng đến với các tin tức liên quan đến Giáo hội Hoàng Vũ, vào lúc 9 giờ 51 theo giờ địa phương, ngày 1 tháng 9 năm 2023, Đức Thánh cha Francisco đã bước chân xuống sân bay Genghis Khan của thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. Trước đó một ngày, Đức Hồng Y Barolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Tago, Bộ trưởng Bộ Loan báo tin mừng, cùng với phái đoàn Tòa Thánh Vatican cũng đã đến Mông Cổ và ở tại Tòa phủ Doãn Tông tòa thủ đô Ulaanbaatar. Chào đón Đức Thánh Cha cùng với phái đoàn Tòa Thánh vào sáng thứ Sáu, ngày 1 tháng 9 năm 2023. Tại sân bay Genghis Khan có Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ và phái đoàn chính phủ. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, Phủ Doãn Tông tòa thủ đô Ulaanbaatar, các giám mục của một số nước Á Châu, các nhà truyền giáo và đại diện giáo dân Mông Cổ. Cuộc tiếp đón tại đây rất đơn sơ nhưng tràn ngập niềm hân hoan. Sau đó, đoàn xe đón Đức Thánh Cha và phái đoàn Tòa Thánh đã đến Tòa phủ Doãn Tông Tòa Mông Cổ vào lúc 11:30. Trong sự đón tiếp rất ấm áp và chan hòa niềm vui ở nơi này. Vào buổi chiều, để diễn tả niềm vui trước sự kiện rất đặc biệt của ngày hôm nay, một chương trình lễ hội văn hóa Petres Nadam đã được tổ chức từ 16 giờ đến 19 giờ 30 tại công viên quốc gia Gökçe Tepe của thủ đô Mông Cổ.
ngày 4 tháng 9 năm 2023, trong cuộc đối thoại với các nhà báo trên chuyến bay từ Mông Cổ trở về, Đức Thánh Cha Francisco đã đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm cả Thượng Hội đồng sắp tới, và nhắc lại rằng những nhận xét gần đây của Ngài với giới trẻ Công giáo Nga là một lời mời gọi họ đừng quên di sản văn hóa của mình. Ngài cũng có suy nghĩ tích cực về quan hệ ngoại giao với Việt Nam và nói rằng một chuyến viếng thăm Việt Nam của một giáo hoàng là điều chắc chắn và Ngài có thiện cảm với Việt Nam. Ngày 4 tháng 9 năm 2023, trên chuyến bay từ thủ đô Ulaanbaatar của Mông Cổ trở về Roma, trả lời câu hỏi của một ký giả về việc hiện nay có khả năng Ngài sẽ đến Việt Nam không, Đức Thánh Cha trả lời rằng nếu Ngài không thể thăm Việt Nam thì chắc chắn Đức Gioan 24 sẽ thăm. Vào sáng thứ Tư ngày 6 tháng 9 năm 2023, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, chia sẻ về chuyến viếng thăm Mông Cổ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy mở rộng lòng, hãy ngước nhìn lên cao, hướng đến sự thiện để nhận ra những điều tốt đẹp nơi người khác, trong các nền văn hóa khác và của các dân tộc khác để có thể cùng nhau đóng góp xây dựng tương lai chung. Ngài mời gọi các tín hữu trở thành ngôi nhà thương xót, nơi mở rộng và đón tiếp những người khốn khổ. Sáng hôm ngày 7 tháng 9 năm 2023, tại dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các thành viên của Hiệp hội Kinh Thánh Ý và các tham dự viên tuần lễ Kinh Thánh Quốc gia buổi tiếp kiến riêng. Tuần lễ Kinh Thánh Quốc gia lần thứ 47 với chủ đề Giao ước và các hiệp ước giữa chủ nghĩa phổ quát và chủ nghĩa đặc thù diễn ra tại Roma từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 9 năm 2023. Hôm ngày 8 tháng 9 năm 2023, nhân ngày quốc tế xóa nạn mù chữ năm 2023, Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi một sứ điệp đến các tham dự viên hội nghị cấp toàn cầu được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại trụ sở UNESCO Paris, Pháp. Ngày quốc tế xóa nạn mù chữ năm nay có chủ đề thúc đẩy xóa nạn mù chữ cho một thế giới đang chuyển đổi, xây dựng nền tảng cho các xã hội hòa bình và bền vững. Trong dịp này, sẽ có lễ trao giải thưởng văn học quốc tế của UNESCO nhằm công bố các chương trình đoạt giải xuất sắc năm nay. Vào trưa thứ Hai ngày 11 tháng 9 năm 2023, gặp gỡ các thành viên của Hiệp hội Quốc gia Người lao động mất chân tay và Người lao động khuyết, Đức Thánh Cha cảm ơn sự dấn thân của họ và khuyến khích họ tiến bước, giúp xã hội phát triển từ quan điểm văn hóa để hiểu rằng con người có trước lợi ích kinh tế, rằng mỗi người là một món quà cho cộng đồng và việc khiến một người bị thương tật sẽ làm tổn hại đến toàn bộ cơ cấu xã hội. Vào sáng ngày 11 tháng 9 năm 2023, tiếp Đức Thượng Phụ Basilios Mathoma Matheba của Giáo hội Chính thống Syria Malakara, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hiệp nhất, đức tin chung vào Chúa Kitô và việc cần phải chữa lành vết thương chia rẽ giữa các Kitô hữu trong quá khứ. Điều Ngài gọi là những vết thương trên thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2023, Đức Thánh Cha đã dành cho các thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo về bảo vệ trẻ vị thành niên châu Mỹ Latin CEPROM buổi tiếp kiến riêng